Xin chào toàn thể anh em đam mê radio cassette nhé. Em lại lên một con 715. Đem quay kỹ cho anh em nhé. Con này thì đẹp. Đây anh em xem chữ này. Loa này. Con này em mới về luôn nhé. Đấy. Chung là mặt tiền của nó thì có một vài vết xước nhỏ thôi. Chân xi đẹp nhé. Anh em nhìn kỹ chưa? Nhìn cái chữ loa đẹp này, chữ Sony đẹp này. Đấy, em quay cụ thể luôn cho anh em coi nhé. Mặt trên đẹp luôn nhé. Con này duy nhất. Đây em quay nốt mặt sau luôn cho anh em nhé. Anten zin này, cửa loa còn này, hai bên cửa loa còn này, mặt sau sạch đẹp này. Con này duy nhất là có một điểm là cái cạnh hồi bên này, đây, thì hơi kém tí. Đây anh em thấy vệt xước nhỉ? Đó, mặt này đẹp này. Cạnh này thì bị xước này. Bị xước. Bên kia thì ok nhá. Đây em quay đốt bên này. Anh em thấy ạ? Bên này ok. Con này được cái là mạch zin. Con này là mạch zin luôn nhá. Con này cam đoan là mạch zin chưa mối hàn. Bánh tì zin nhưng mà còn rất ngon. Hai bên bánh tì này hơi tối nhưng mà hai bên bánh tì này zin này. Zin nguyên bản của Soli 715 nữa nhá, chứ không phải bánh tì thay nhá. Bên này cũng vậy, bánh tì zin luôn nhá. Tiếng rất hay. Con này cơ zin nhá. Không có sửa chữa gì cơ hết đâu ạ. Con này tất cả đều zin, riêng cục giữa này thì quá tuyệt vời. Khuyết điểm cái loa này. Em test băng cho anh em này. Lâu lắm không gặp hì. Anh em nghe sướng chưa? Lúc này rắn rồi. Ôi chú chó bông quả. Cái loa này. Nói thì nói rửa cho vui, chứ cái đó thì cục nhờ. Khóc con ngựa ngựa ô, anh khóc con ngựa ngựa ô, ngựa ô anh khóc cái kiểu giang ơ. Tua này, chứ nó còn chạy phun nhá. Anh test cửa bên này. Những con này cơ quá ngon luôn. Em bao mạch zin luôn, dây ô nhá. Đây đang ghép em ấy. Thể là tất cả những cái băng mà các đồng chí công an mà làm việc thì có thể là bên cơ quan công an có hoàn toàn có thể tiêm nó được, tại vì nếu mình không nhớ là từ 9 tháng trở đi chưa tiêm được mũi nào. Oh no, I'm sorry, not with my bad. I am. Đấy. Đấy. Vừa gọi chương trình ạ. Alo ạ. Alo. Vâng, xin chào bác ạ. Tôi là khoảng 70 luôn. Rõ ràng là chúng ta 11 vaccine để bảo vệ trẻ khỏi các cái bệnh như này. Ai em thì
hơi kém, tí em sẽ chỉnh lại. Bởi vì là ai em nó mà sôi sôi là mình chỉnh lại là nó sẽ ok hoàn hảo luôn. Đây in ok, đây in em tiếp rồi. Nhưng cửa bên này phải nói là nó cửa này là cũng là hay cả hai chiều, nhưng cửa bên này tiếng vẫn cảm thấy thích hơn đấy. Khớp con ngựa ngựa ô, anh khớp con ngựa ngựa ô, anh khớp cái kiểu dáng ô, anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen, búp sen lá dầm dây cương anh nhuộm thắm, cang rơi anh bình đồng thà. Con này thì được ngon, thực sự con này không xước một tí đây thì con này coi như hoàn hảo. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Đăng ký kênh để có những sản phẩm mới em lên thì anh em sẽ biết được những mặt hàng em lên nhé.